Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới nhất của CLC, đó chính là ca khúc Review. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và... Rồi mình nhảy lên, chắc thuộc, chắc thuộc. Rồi sau đó mình đặt tay bên trái ấp qua bên trái, là cái hông mình sẽ qua trái luôn. Trái, xoay một vòng, rồi mình nhúng 3 lần, 1, 2, 3 và lần thứ 4 mình sẽ mở tay và cả hông. Rồi sau đó mình xoay 1, 2. Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, xuống 3, lên 4. 5 và 6, bốc. 1, 2, 3, 4. Tắt đụng, tắt đụng. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Hua, hua. Rồi sau đó mình sẽ đi chân trái. Trái, phải, trái, phải. Rồi sau khi úp mặt xong mình sẽ quay qua như thế này. Tay mình sẽ đặt bên tay trong trước. Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải. Chân là mình sẽ úp ở dưới trước. Trái. Rồi, 1, 2. Nhịp 3 là mình sẽ cúi xuống. Chỉ duy nhất nhịp 3 mình cúi xuống thôi nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Mình làm lại 2 lần. Sau đó mình đẩy tay. 1, 2, 3 và 4. Rồi lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3 và 4. Sau đó mình xoay qua thả tay. Rồi mình lặp lại động tác đầu tiên. Chắc chắc, chắc chắc. Và cũng giống như vậy luôn. Trái, phải, qua. 1, 2, 3, tắt. 5, 6, 7. Rồi mình đi 5, 6, 7 và 8 là mình dặn ao. Ok, rồi bây giờ Bin sẽ đếm lại từ đầu một lần nữa cho chúng ta cùng ghép lại nha. Sau đó mình sẽ ghép cái nhạc. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Chắc đùng, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, chung chung, chung chung. Rồi mình sẽ lặp lại. 1, 2, 3, 4. Ha, 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 boom. Oh, oh, ta, ta, boom. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép với nhạc chậm xem là như thế nào nha mọi người. Rồi chuẩn bị nha mọi người. 1, 2, 3 đi nè. 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4. Ok, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài hát review rồi. Và Bin rất là hy vọng tất cả các bạn sẽ hoàn thành được bài tập ngày hôm nay một cách tốt nhất. Và đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.